Rồi chào các bạn, tiếp tục một loạt video nói về sông Thu Bồn. Mình đang ở bến đò Trung Phước đây các bạn ơi. Đây cảnh các cô các dì đi chợ Trung Phước về đây các bạn ơi. Rồi ghé đã nô máy đó, bến đò Trung Phước trên dòng sông Thu Bồn đấy các bạn. Phải robot luôn chứ. Bến đò này thì nối từ chợ Trung Phước đây ra chỗ bến đò này, qua bên kia là làng Đại Bình đó các bạn ơi. Đấy, dòng sông Thu Bồn đó, bên kia là làng Đại Bình, làng trái cây Đại Bình. Này là một cái nam bộ thu nhỏ. Loạt bài sau mình sẽ giới thiệu về làng Đại Bình. Hôm nay có mấy chú công an đi tuần. Vâng. Đây đã được tính đò. Được xây dựng thì làng Đại Bình này cô lập với lại tất cả các vùng miền, chỉ có đi một cái phương tiện qua duy nhất thôi, đó là phải đi đò qua các bạn nha. Đó, cổng làng ở phía trên kia. Đây là bến đò Trung Phước. Bến đò Trung Phước. Và nước sông rất là đầy và nước sông mang theo phù sa của thượng nguồn đưa về đồng bằng. Có nên lao lên đây nó ngoài chờ chờ tốt hơn cô lên cô múa nổi cho được anh đây làm gì chứ để thích cốt cây đây đây đây. Để nhà hậu lục con đò xưa chiến xa đưa em về mấy nhịp cầu như nhắn nhủ cùng anh nhàn họ vắng năm xưa có còn đóng kỷ niệm chúc ân tình anh xin gửi về anh. Rồi đò đã qua bên sông. Rồi các mẹ các cô đi chợ Trung Phước về rồi. Đó chợ Trung Phước bên kia đó các bạn ơi. Đó, đó bây giờ các mẹ về nha, quảng gánh về. Đó. Đến rồi, giờ. Chậm nó con quay lại nghe chung. Dạ. Đây là bánh đò Trung Phước đúng không chú? Dạ đúng rồi. Bao nhiêu năm nay chú hành nghề như vậy này. Đó các bạn thấy chưa? Đó. Vô bờ. Rồi đường vào làng Đại Bình đây các bạn ơi.
Rồi, phóng sự bài video tới đây mình xin tạm dừng về cái chuyến đò Trung Phước. Thì các bạn đã cùng mình đi thăm lại cái bến đò Trung Phước qua một chuyến đò ngang qua làng Đại Bình đó, bà con đang quảng gánh về. Chào các bạn. Rồi, chào các bạn trong những cái video tiếp theo nói về dòng sông Thu Bồn, mẹ bà Thu Bồn. Thì đây là cái video phần thứ tư. Còn ba phần trước thì mình có nói về Quế Lâm, cầu treo Quế Lâm, cầu Nông Sơn và lăng bà Thu Bồn. Thì bây giờ là đọc video này là nói về bến đò ngang Trung Phước. Và tiếp theo mình sẽ làm phóng sự về làng Đại Bình, làng trái cây một Nam Bộ thu nhỏ. Rồi, chào các bạn.